Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Tại đây ba. Tiến lên báo thủ. Sao cứ liếc anh làm gì? Từ từ. Tôi kêu gọi. Hả? Tôi kêu gọi vào ngày 4 tháng 10. Anh ơi, địa điểm chỗ nào? Hội trường C2 trường Đại học Bách Khoa vào ngày 4 tháng 10 này. Sơ được gồm nhạc và tôi như nghe đau nhói khi trốn theo lời bóng. Bao nhiêu sự sống cuốn theo đôi chân. Có khi cười vui. Ok chưa? Có khi thật buồn. Được. Rồi. Anh ở chưa? Bây giờ nói là gì? Anh Trần Lập thích Arsenal nào? Nhưng Trần Lập nói dài lắm anh. Bao nhiêu sự sống.